đã quen thuộc với các võ sĩ boxing của chúng ta. Anh là một trong những võ sĩ xuất sắc nhất của đội tuyển boxing của Thái Lan. Rất hay, rất đáng mừng. Bùi Phúc Tùng đã khiến cho vận động viên của Thái Lan bị choáng. Một pha đánh có thể nói là rất mạnh liệt của vận động viên Bùi Phúc Tùng về phía Atichai Pemsep của Thái Lan. Những pha vật đòn liên hoàn của vận động viên Bùi Phúc Tùng của chúng ta về tay đấm giao kinh nghiệm xuất sắc của đội tuyển boxing Thái Lan. Đây là một trong ba trận thi đấu chung kết boxing của chúng ta diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay.